lại nhiều hiệu ứng và có kèm cái remote để điều khiển hiệu ứng của tâm sen. Đó. Và đèn thì được trang bị là một cái cục nguồn rời như này đó, để một cái cục nguồn rời như này để các bạn sử dụng. Và đèn thì cũng được xung quanh này được trang trí một lớp viền đó, một lớp viền vàng như này để các bạn treo lên. Và phía sau thì có thiết kế sẵn một cái lỗ móc treo như này, các bạn chỉ việc mong lên con vít ở trên tường là sử dụng được thôi. Đấy. Và đèn cũng được hỗ trợ ở đây, các bạn nhìn thấy đây là phần nút chỉnh tốc độ này. Đấy, nút chỉnh tốc độ các bạn chỉ cần vặn cái nút này để chỉnh tốc độ nhanh chậm theo ý của mình, và một cái rắc cắm nguồn đây thôi, rất là đơn giản, dễ sử dụng, an toàn. Tất cả sản phẩm mình làm thì luôn luôn là đặt tính an toàn của sản phẩm lên trên hết cho người sử dụng. Đấy, nên các bạn là hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào để cho các bạn cùng xem nhé. Đó. Đấy, mình chỉ cần cắm cái rắc này vào là xong thôi. Đó. Còn đấy ạ. Đây, mình vừa cắm vừa đập cho các bạn cùng xem nhé. Đó, sản phẩm vẫn chạy và hoạt động rất là tốt này. Đó. Các bạn thấy không ạ? Đó. Không vấn đề gì đúng không ạ? Đó, bây giờ mình sẽ dựng cái sản phẩm này lên và quay thực tế luôn cho các bạn. Đó. Đèn bên mình thì làm và sản xuất trực tiếp nên các bạn hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Lỗi thì bên mình bảo hành 12 tháng nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Đó. Các bạn thấy không ạ? Đó, đèn thì chạy nhiều hiệu ứng, rất nhiều kiểu, kiểu bông sen này, hình bánh xe luân hồi này. Đó. Rồi các hình xoắn ốc các thứ, hoa rất là nhiều kiểu. Các hiệu ứng thì luân chuyển rất là mượt nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về tính thẩm mỹ. Và cái đèn ở sen ở giữa thì mình có thể điều chỉnh thông qua các nút này. Các bạn muốn để sen hồng, đỏ, xanh thì các bạn chỉ việc bấm vào đây thôi. Đấy, và các bạn có thể là bật tắt cái hình bông sen ở giữa được. Đó. Đèn kiểu kích thước là 40cm các bạn nhé. Đèn vàng này. Đó. Mình quay này xa thì các bạn sẽ hơi khó nhìn một chút cái hiệu ứng của cái hình bông sen ở giữa. Đấy. Mà cái điều khiển này thì nó cũng rất là dễ dùng thôi các bạn nhé. Đấy, mình quay đây các bạn nhìn này. Đó. Đấy, cái nút G là màu đỏ này, G này, xanh lá này, B này, xanh dương này. Và các phím luân chuyển màu tự động ở bên này. Các bạn về các bạn cứ bấm một tí này các bạn sẽ sử dụng được thôi. Nó rất là dễ. Đấy. Còn bên mình sẽ để hiệu ứng mặc định ở đây rồi. Sen sẽ sáng luân chuyển các màu. Đó. Bây giờ mình sẽ quay vào đây gần cho các bạn một chút nhé. Đây các bạn nhìn thấy ạ, màu sen này. Đấy, màu sen sáng luân chuyển này. Đó, sen sáng luân chuyển các màu rất là đẹp luôn. Đó, tự động. Đấy, đây là các chế độ thì mình có thể điều khiển trên remote của điều khiển được nhé. Đó. Còn bây giờ các bạn sẽ xem cái hiệu ứng của cái hào quang này nhé. Hào quang này, xem toàn bộ hiệu ứng của đèn hào quang này. Đây là mình đang quay thực tế luôn ban ngày và thực tế buổi tối, nhìn đèn rất là đẹp luôn. Đèn bên mình bảo hành 12 tháng nên các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng nhé. Đó. Với độ bền của đèn led thì có thể là một vài năm là chuyện bình thường. Đó. Và bóng mà khi hư hỏng thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tự thay thế một cách rất là dễ dàng. Đấy, ví dụ hư một bóng nào đấy thì sẽ thay một bóng đó thôi, chứ không bao giờ là hỏng cả một cái bảng nét như này được. Đó, và nét bảo hành thì bên mình sẽ kèm theo để ở bên trong cái phần đèn hào quang rồi. Đó, bên mình sẽ để kèm nét bảo hành bên trong luôn cho các bạn. Các bạn có thể tự thay thế hoặc các bạn có thể là gửi đèn về cho bên mình để bên mình thay thế, sửa chữa cho các bạn miễn phí. Đó, các bạn sẽ không mất cái tiền sửa chữa gì cả, bên mình sẽ bảo hành miễn phí cho các bạn. Đó. Và tất cả các linh kiện bên trong này thì mình đều kiểm tra và kỹ lưỡng và test trước khi sử dụng rồi. Và các chân của bóng nét đó, các chân của bóng nét thì khi làm thì mình cũng là khi làm xong thì mình cũng sơn rất là cẩn thận.
sơn lớp chống rỉ rồi để đảm bảo trong quá trình sử dụng nó được lâu dài hơn, tuổi thọ bóng nét nó sẽ tăng lên. Đấy, không bị han gì cái chân bóng nét trong thời gian dài. Đấy. Đây, ví dụ các bóng nét nó như thế này, đúng không ạ? Đấy, các chân bóng nét này thì sau một thời gian nó sẽ, nhất là thời tiết ở miền Bắc thì nó sẽ bị lồm ẩm, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là các chân bóng nét này nó sẽ bị han rỉ. Thế nhưng mà bên mình đã cải tiến, và trong nhiều năm vừa rồi thì bên mình đã làm bên mình đều sơn một cái lớp sơn chống rỉ ở chân bóng nét này. Đó, các bạn nhận đèn về, các bạn có thể là không tin thì các bạn có thể tháo ra kiểm tra xem bên mình có cái lớp sơn chống rỉ ở trong bóng nét này hay không nhé. Đấy, với những cái bóng nét liền liền dây mình không nói, nhưng với những cái bóng dài chân như này thì bên mình toàn bộ là sẽ có một lớp sơn chống rỉ đây để đảm bảo cho các led sử dụng được vài năm không vấn đề gì đó các bạn nhé, rất là bền. Đấy. Đây là hình bánh xe luân hồi này. Đó, hình bánh xe luân hồi quay này. Và tâm xe sẽ tự động sáng đổi màu theo cái phím các trên cái.
Thank you.